Giờ đây, hát sầm đã có được vị trí ngang hàng trong dòng sông dân ca và nhạc cổ truyền dân tộc. Hàng loạt các nghệ sĩ hát sầm được tôn vinh danh hiệu đã chứng minh điều đó, mà tiếng hát của nghệ nhân Hà Thị Cầu là một minh chứng. Tuổi đã ngoài 80, nhưng nghệ nhân Hà Thị Cầu vẫn say sưa với loại hình nghệ thuật này, cũng không lấy gì làm lạ, vì cả cuộc đời người nghệ sĩ này đã dành hết tâm huyết cho nghệ thuật hát sầm. Năm 12 tuổi, nghệ nhân Hà Thị Cầu đã được ông bà bố mẹ truyền miệng cho nghề hát sầm, và cũng từ đó hát sầm đã gắn liền với cuộc đời của bà. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe có hạn, nhưng nghệ nhân Hà Thị Cầu rất tâm đắc khi được truyền nghề lại cho các thế hệ sau này. Trong nghệ thuật hát sầm có rất nhiều làn điệu, nhưng điệu thập ân với nội dung kể lể về 10 điều ân nghĩa của người mẹ đối với con từ lúc chào đời cho tới lúc trưởng thành. Giai điệu mang tính tự sự nồng ấm với những câu lưu không ne da diết, êm ái, man mác, xa xôi, xen nỗi xót xa thương cảm. Sầm thập ân có sức lôi cuốn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không mang nặng chất bi thương như là hát ai hay là phồn huê. Cũng như bao loại hình